Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và hôm nay thì mình đang ở công viên Thống Nhất để có thể quay cho anh em một cái content nó khá là mới lạ. Mình biết là những anh em mà xem video này ấy, thì không phải là anh em nào cũng có điều kiện để có thể là sở hữu cho mình một chiếc flycam. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần có những cảnh quay ở trên cao phải không nào? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể là có những cảnh quay ở trên cao mà đôi khi chúng ta không có flycam? Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cái cách có thể là giả một chiếc flycam bằng những cái vật dụng là vô cùng đơn giản mình đang có ở đây. Và bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu video nhé. Và những cái vật dụng này chúng ta cần có đầu tiên đó chính là một chiếc điện thoại. Mình nghĩ rằng là điện thoại anh em nào cũng có đúng không? Tiếp theo đó là sẽ là một chiếc gimbal. Đây là một cái vật dụng mà không thể thiếu khi mà anh em quay một cái cảnh fake drone. Cái thứ hai nữa đó chính là một chiếc chân quay. Thực ra thì cái chân quay này anh em hoàn toàn có thể linh động. Chúng ta có thể dùng một cái gậy dài nào đó để có thể là nối vào chiếc gimbal. Và khi mà anh em có một gậy dài hơn ấy, thì cái cảnh quay flycam của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Và cái việc anh em cần làm đó chính là nối ba cái vật dụng này vào với nhau. Đây, ở đây thì mình đã nối cái chân quay với cái gimbal để có thể là có những cái cảnh quay cao nhất. Bởi vì là ở nhà của mình thì chỉ có cái này là cao dài nhất thôi. Đó, thì khi mà anh em cần quay những cảnh nào đó ấy, thì chúng ta sẽ dơ cao được như này. Đó, càng cao càng tốt. Thế nên mình nói với anh em là cái gậy dài nó sẽ giúp cho anh em rất nhiều trong cái việc là chúng ta có một cảnh quay fake flycam đẹp. Và có một cái lưu ý này cho anh em, đó là khi mà anh em muốn quay một cái chủ thể nào đó nhất định ấy, thì ở trên app của DJI nó đã có cho anh em cái tính năng đó là focus. Và chúng ta chỉ cần là focus vào cái điểm đó thôi, thì khi mà anh em giơ gậy lên thế này ấy, thì nó sẽ không bị lệch điểm. Và đó là một trong những cái tip để anh em có thể là có một cái cảnh quay fake flycam đẹp nhất nhá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm thử xem là những cảnh quay fake flycam của mình nó có đẹp hay không nhá. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm cách để có thể là fake một chiếc flycam. Và mong rằng là với cái chia sẻ của mình thì anh em có thể là có thêm những cái shot hình đẹp khi mà anh em không có flycam nhá. Và cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhá. Chào anh em.